Hân và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Bé nào mà nó xinh mà nó bốc lửa chứ vậy? Hấp dẫn quá. Quá vô duyên luôn. Tại vì em giàu cho em nói cũng sổ sàng lắm cơ. Nhưng mà mặc dù em ghét nhưng mà trong lòng khoái. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ chồng son rất vui mừng được sự đồng hành của bột giặt nhiệt A3 sạch tinh tươm. Và bây giờ xin mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng thứ nhất. Chào hai em. Hai em có thấy hồi hộp, có cảm thấy căng thẳng gì không? Dạ không. Chú rể có không? Dạ một chút à. Một chút luôn. Thôi chút cho tràng pháo tay cho chú rể. Cái một chút cho nó biến mất đi. Rồi, xin mời hai em giới thiệu về mình. Em là Mai Bảo An, 26 tuổi, hiện đang là kỹ thuật viên cơ khí. Còn em? Em là Nguyễn Ngọc Phương Linh, năm nay 25 tuổi, đang làm nhân viên văn phòng công ty Nhật. Lần đầu tiên các em gặp nhau là ở đâu? Cách đây 6 năm là lúc đó là em theo bạn em qua bên trường đại học Public. Là lúc đó giờ em đang học bên đó. Cái em vào ngồi trước, cái đột nhiên cái em thấy một cô bé vào trễ. Cái em nói trời ơi, sao bé nào mà nó xinh mà nó bốc lửa chứ vậy? Nên hấp dẫn quá. Lúc đó là em tính phóng qua, em xin làm quen rồi. Nhưng bị cản trở nên không qua được. Là lúc đó thầy đang dạy. Nhưng mà tới khi hết tiết thì không có ai cản trở được nữa. Phóng qua liền. Em rồi ngay số điện thoại và Yahoo liền luôn. Rồi cái ấn tượng đầu tiên về cái anh chàng mà anh phóng vô mình là rất là vô duyên. Mê gái trắng trợn. Dạ. Bạn này gặp bạn này là gục ngã liền đúng không? Dạ, gặp là chết liền đấy. Chết liền, trong khi bạn này ấn tượng đầu tiên là bạn vô duyên quá. Quá vô duyên luôn. Tại vì em nhào cho em nói cũng sổ sàng lắm. Mà nói sao em có nhớ câu nói của anh không? Hát như lực khổng. Trời ơi. Nào là sao body em sexy thế? Đó tự nhiên nói là người ta mà ăn vậy phải vô duyên. Cũng may mà chưa lột buốt bao quánh á. Nhưng mà mặc dù em ghét nhưng mà trong lòng khoái. Em vẫn rất là khen mình nhớ đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bao lâu thì các bạn yêu nhau? Dạ ngay tối đó luôn á. Sao hơi sốc vậy đó? Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ em yêu anh trước luôn á. Ủa sao vậy? Em cái câu chuyện này nó ngộ nghĩnh. Dạ nó hấp dẫn. Ủa, nó sốc không à? Trưa đó là em xin số điện thoại. Thì xong là chiều đó về là cái đầu em chat. Cái đó em dò trúng đài bạn này là thích tiểu thuyết của Kim Dung rồi đó. Kiếm hiệp đâu. Bạn này mới thích Tiêu Phong. Cái thế là em diễn giải cho trời em một bùng Kim Dung luôn mà. Thế là em Tiêu Phong rồi. Dò chúng đài. Rồi bạn này tiêu luôn. Dạ. Rồi dính luôn. Kiểu tỏ tình không phải soái ca Hàn Quốc mà là kiểu tỏ tình theo kiểu kiếm hiệp phu nhân phu quân các thứ. Em nói là... thế là gục ngã lúc nào. Em nói là nhớ cái câu nào mà khiến cổ ấn tượng. Dạ em nói là phu nhân này à. Vậy bây giờ nàng có thằng lòng làm nương tử của ta không đó hả? Đó đúng rồi. Rồi á, nương tử nói như thế nào vậy nha? Anh trả lời sao? Nói, dạ, thiếp bằng lòng đó mà. Ồ, tôi ghét mà. Rồi đêm đó là dính luôn. Dạ, đêm đó tụi em quen nhau rồi. Sáng hôm sau là nắm tay. Là sáng hôm sau là em chạy lên nhà bạn này, em rước bạn này đi học. Thì từ bạn quận 7 này... chạy lên quận 2. Dạ, nhà em ở ngay chỗ nhà bè. Trời ơi. Dạ. Sao dưới vậy? Dạ. Thì đó, 4 tháng trời là đeo dính vậy luôn á. Vậy đó hả? Dạ. 4 tháng. Rồi là 4 tháng sau là cưới luôn. Dạ không, lúc đó là em ngỏ lời cưới. Rồi xong rồi 2 tháng sau nữa là cưới, là quen 6 tháng. Là 6 tháng? 6 tháng là cưới. Dạ. Cưới này được coi như cũng mấy năm năm rồi. 5 năm rồi. Dạ. Cái lúc yêu thương nhau á, cái khó khăn trở ngại nhất là đoạn đường xa hay là còn cái gì trở ngại nữa không? Trời ơi quá trời luôn. Dạ. Ba mẹ em á cấm không có cho quen anh này. Tại vì nói là hả ngoại hình không có đẹp, rồi lại này nọ các thứ, ở nhà xa. Đó sợ mai mốt và đỡ mà có thương quá rồi lấy rồi sao mà về thăm ba mẹ. Thế là không có cho quen, rồi cấm cản, rồi không có cho tiền em đi học luôn. Rồi bắt là phải có người chở, rồi tịch thu điện thoại các thứ, rồi kiểm soát điện thoại đó và không bao giờ quản lý mà tự nhiên giờ quản lý. Rồi làm sao các bạn vượt qua được những cái khó khăn đó? Cứ trốn vậy xong rồi cái em mới nói là thôi vậy hai đứa mình lấy nhau đi. Để ba mẹ khỏi cản nữa. Rồi cũng đỡ phải đường xa nữa. Rồi cái bà này mới nói là giờ quen mà mẹ còn cấm vậy sao cưới được. Rồi thế là em bày kế ra. Kế gì? Giả bộ có bầu. Thật sự là không có. Ờ. Em mới về em nói thôi mẹ ơi giờ con lỡ con có cốt nhục của anh ấy rồi. Cốt nhục? Dạ. Xài đúng văn dân của giờ. Giờ thôi giờ ba mẹ đừng có cấm cản nữa. Ba mẹ nói không phải chó tao. Rồi sao đó rồi cái xong rồi thì cũng quỳ gối năn nỉ van xin lại lục các thứ đủ các kiểu. Dạ. 3 ngày. Còn ông này cũng chai mặt lên lại lên luôn. Lại dạ, lục luôn, em xin luôn. Ây da thiệt là thảm quá hả? Dạ. Ây da thảm lắm. Bao lâu rồi nhà thử? 3 ngày đó mà. Dạ tại vì đó em mời ba mẹ em lên nói chuyện thì cũng nói qua rồi mới đồng ý. Bây giờ là ba mẹ em đã biết là tụi em gạt là có bầu em... hay là bữa nay mới biết? Chắc từ hôm nay sẽ biết đó. Bây giờ bữa nay là hết rồi đó hả?
Hay à. Nhưng mà bây giờ cũng xong rồi. Rồi bây giờ thì sau khi mà ở với nhau rồi thì bây giờ là em có vỡ mộng gì? Trời ơi quá trời luôn. Trời ơi quá trời. Để em từ từ em liệt kê cho anh chị nghe. Cưới về nha, phát hiện ra là ngủ ngáy nè. Mà ngáy theo bài nhạc mà tấu luôn. Trời ơi, chính bè luôn đó. Bè luôn, có bè luôn. Vợ có bè là thằng con em nó bè đó. Thằng con em luôn. Nhạc trưởng kia, nhạc phụ nhà. Rồi ha. Không ngủ thôi mà ngủ một cái là ngủ như chết. Coi như cháy nhà hay là động đất hay là sóng thần cũng không cần biết. Cái đó là ngủ ngon. Coi như là ngủ mà lăn mà diện tích mà 16m50 là cũng không có đủ cho ổng. Trời ơi, tả ghê quá. Đó, vậy á. Hình dung luôn rồi đó. Đó, mà ngủ mà nhiều khi nha, nửa đêm giật mình vậy thấy ông đè con luôn. Ngoài cái ngáy ra còn gì? Dạ có chứ. Ví dụ như ăn mà cái món gì mà thích á là ăn mà giống như là ăn xong là chết luôn á. Chứ không phải ăn không để sống nữa. Ngon phải ăn chứ. Cái giờ món ăn ngon mà bây giờ mình ăn là mình sẽ phải đã ói ra luôn. Mình đó cũng vì như vậy cho nên là bây giờ cái người mới mập như vậy. Ngày xưa em là rất là dư cân body ngày xưa rất là đẹp chứ bộ. Mà tại vì từ hồi mà lấy vợ xong rồi đó, cái vợ có em bé phải mua đồ cho vợ ăn bồi bổ mà. Thế là em dư thì em ăn phụ chứ bỏ uổng. Đúng rồi. Thế là vợ bao nhiêu ký thì em bấy nhiêu thôi. Là cái chuyện mập mà nó có ảnh hưởng đến một số cái. Có chứ, ảnh hưởng nhiều quá đó. Trời luôn, dạ, mất hứng. Ai mất hứng, chồng mất hứng hay vợ mất hứng? Em mất hứng. Rồi giờ tới em đi. Dạ. Mà xã em chắc đâu có tính xấu gì đúng không? Dạ. Xấu nhiều lắm chứ. Nghi ngờ, hoang tưởng ghê lắm. Ví dụ em đi làm mà về trễ thì nghĩ em đi đâu đó đi luôn rồi không muốn về á. Giống như em nói là 9 giờ về nha. Mà 9 giờ 1 phút về là em nói 1 phút đó ghé qua hôn con nào cái mới về đúng không? Mà em có tin chắc chắn một cái điều đó không? Hay là cái đó em muốn giỡn chơi với chồng thôi? Em biết là không có đâu mà giống như em thích vậy đâu. Thích áp lực vậy đó. Giống như thích hỏi ông chồng con trả lời sao đúng không? Dạ. Kiểu như vậy. Kiểu mà thích áp đặt rồi. Vợ em có phải là người nóng tính không? Trời ơi, vợ em nóng tính dạ ghê hồn luôn á chứ. Ra đường người ta chạy lạng á, tự nhiên quay qua chửi người ta, sân si chửi người ta luôn. Nó trời ơi, mà có lạng chúng mình đâu, chúng người khác cũng chửi luôn. Nó chạy. Có nào bị người ta chửi lại không? Chửi, có bị người ta chửi lại chứ. Không, vậy là nghĩa hiệp mà. Dạ, đúng rồi. Mình ra ngoài đường mình nói chuyện mất mình là tay tương trợ chứ đúng không? Ảnh hưởng kiếm hiệp đó. Dạ, đúng rồi. Đúng rồi, tốt, tốt. Trong lúc cãi lộn vợ em có khi nào mà vừa động khẩu mà vừa động thủ luôn không? Trời ơi hoài luôn anh. Tại vì em toàn im không à, cho nó im. Còn cái em không trả lời quốc em luôn. Xài kiếm hay xài cây? Em võ công đầy mình mà. Xài kiếm hay xài cây? Củ quăng bạch cốt chảo. Củ quăng bạch cốt chảo dán lòng thầy bắt trưởng gì là quăng hết. Trời ơi. Trưởng riết người đầy thẹo tại bữa nay là vậy á. Chứ bữa nào mà tập ghi mình thấy mở ra là người đầy thẹo. Là làm gì? Quạo hả? Dạ thì củ quăng bạch cốt chảo là cứ... Wow. Nhất nhất dương chỉ chọt chọt chọt. Trời ơi, ghê quá. Thương em quá. Cắn luôn mà. Đúng là 13 bến nước. Thôi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Lớn chút xíu, bớt trẻ con một chút, chỉnh chạc một xíu. Ủa em đâu có trẻ con đâu, em tiểu thư mà. Ừ, đó là bớt rồi. Đó là bớt tiểu thư một xíu. Lớn chút xíu. Em tiểu thư mà em đâu có trẻ con đâu. Tiểu thư là dạ. Có gì nữa? Có gì? Như đó là em nghĩ là gia đình đủ hạnh phúc rồi. Còn có tiểu thư. Phải giảm cân thì chuyện vợ chồng nó mới tốt, mà chuyện vợ chồng nó mới tốt thì là nó mới làm cho cái cuộc sống hôn nhân nó mới tốt. Đúng không? Đó, thứ nhất là phải giảm cân. Giảm cân. Thứ hai á, đàn ông một chút xíu, bản lĩnh chút xíu. Kiểu như là đừng gì cũng nghe lời vợ, gì cũng hỏi vợ hết trơn, tự mình quyết định. Ừ, để em làm nghề gì chị quên rồi. Em là kỹ thuật viên cơ khí. Kỹ thuật viên cơ khí. Dạ, em làm cho công ty của Nhật, nhưng mà sắp tới là em đi Nhật làm. Ồ, bao lâu? Dạ chắc khoảng 1-2 tháng nữa là em đi. Nhưng mà em có đi với chồng? Dạ không, 1 năm nữa em mới đi. Như vậy là sắp tới là cô tiểu thư này sẽ phải xa chồng. Dạ, bay qua đúng được. Rồi. Vậy thì trước khi em lên đường sang Nhật, em có muốn nói gì với vợ em không? Là em phải mượn cái chương trình này nè, để dạ, mà em nhắn là... vợ. Để ví dụ như em có đi qua bển á, cái vợ em có nhớ lên YouTube mở ra. Dạ. Xem cái nghe lại chồng nhắn đúng mình vậy. Cái gì. Dạ. Đó. Dạ thì em cũng... nói chung là anh cũng mượn chương trình Vợ Chồng Son này, anh cũng muốn nói với vợ là bao nhiêu năm qua là vợ cũng đã cực khổ và sống không có giàu sang với anh rồi. Thì anh hứa anh sẽ cố gắng mang cho vợ một cuộc sống như tiểu thư như thời mà ba mẹ vợ đã làm cho vợ. Đó, lại lót đường. Có dặn vợ ở nhà có dặn chăm sóc con như thế nào không? Dặn luôn, tranh thủ dặn. Đứng lên nói đi. Mình hứa dạ. Thì bây giờ mình phải muốn vợ mình có trách nhiệm như nào với con dạ, mình. Dạ, em muốn kể bên vợ em nói cho vợ. Ừ. Ôm cũng được, muốn dạ, làm thì cứ làm. Dạ. Vợ ở nhà cố gắng chăm con, mọi thứ đằng sau là có anh hết. Em thì em cũng hứa với anh là em bớt tiểu thư đi. Em sẽ chững chạc lên, em sẽ là dâu thảo, mẹ tốt, vợ hiền.
để anh yên tâm anh xây dựng hạnh phúc cho hai đứa mình nhé. Ai da, một cái chục. Ai da, thiệt tình. Bây giờ lão bà muốn chúc hai đứa hả? Trăm năm hạnh phúc hả? Dạ. À, rồi mau đoàn tụ hả? Ai da, đa tạ, đa tạ. Ai da. Một ngày nào đó anh sẽ che chở và lo cho em suốt đời. Dạ, anh này cũng tâm lý, em cũng siêu lòng. Mấy chị nói là này không có chắc chắn.